Khi mình xây dựng nội dung ở trên TikTok ấy, thì sẽ có rất là nhiều anh chị đặt câu hỏi là làm thế nào để video mình được cắn đề xuất ở trên TikTok. Thì xin mời mọi người theo dõi video này nhé. Trước hết ấy, thì đây là dưới góc nhìn của Dũng. Dũng đã xây dựng khá là nhiều kênh TikTok rồi, nên là sau khi mình làm TikTok ấy, thì mình nhận ra 3 điều. Là thứ nhất là trước khi anh chị mà bắt tay vào mình xây một kênh TikTok ấy, thì mình dành thời gian tìm hiểu cái chính sách thuật toán của TikTok là gì. Thì như mọi người thấy này, ở cái video này là Dũng quay về cái thuật toán của TikTok này. Thì mọi người chỉ cần vào kênh TikTok thôi, thì mọi người sẽ đọc được tất cả những cái hướng dẫn về cộng đồng, hướng dẫn về bản quyền ở trong cái kênh TikTok của mọi người. Thì nó đều có hết ở cái phần này. Và cái phần tiếp theo là cái yếu tố thứ hai là cái phần content, nội dung video của mọi người ấy, thì nó từ cái khâu là lên ý tưởng này, lên kịch bản này, cách quay video này, cách dựng video này. Thì cái video mình làm ra ấy, nó phải hay, nó phải khác biệt so với những kênh TikTok khác, để cho người xem ấy, họ phải nhận được một cái giá trị gì đấy ở trên cái kênh của mình, khiến cho người xem phải xem đi xem lại. Và cái phần quan trọng nhất ở trong cái phần là khi mình sáng tạo content ở trên TikTok ấy, thì mình phải truyền tải được một cái thông điệp gì đấy. Và cái phần thứ ba ấy, là cái phần thiết lập kênh, tối ưu kênh và marketing cho kênh. Thì cái quy trình để tối ưu kênh ấy, thì Dũng đã chia sẻ ở trên các video cũ rồi. Và cái phần marketing cho kênh ấy, là mọi người cần chạy quảng cáo để phát triển kênh cái thời điểm đầu tiên đấy mọi người. Đây là cái phần marketing cho kênh này. Thì như mọi người thấy ấy, là ngày hôm qua Dũng vừa mới tạo một kênh TikTok mới tinh. Nếu mà mình đem cái kết quả này, mình so với những cái bạn TikToker mà đang được triệu view, triệu follow ấy, thì nó rất là nhỏ bé. Nhưng đối với những anh chị mà chưa bắt tay vào làm TikTok bao giờ ấy, thì Dũng nghĩ là cái bộ video mà Dũng tạo ra thì giúp ích mọi người khá là nhiều. Vì đây là Dũng bắt tay vào làm kênh TikTok mới tinh, thì là sẽ giúp anh chị là thấy được cái lộ trình để mình đi như thế nào, gồm những từng bước như thế nào. Thì mọi người vào kênh YouTube của Dũng nhé, thì mọi người sẽ thấy là Dũng làm rất là nhiều bộ video kiến thức về marketing, đầy đủ các chủ đề liên quan đến marketing, từ thiết kế hình ảnh này, làm video này. Và gần đây nhất ấy, là có bộ Canva là về thiết kế hình ảnh này. Bộ video về TikTok thì cái bộ video này Dũng làm từ năm ngoái cơ. Nếu mọi người follow kênh YouTube của Dũng lâu rồi ấy, thì mọi người sẽ thấy là có những cái video Dũng làm từ 10 tháng trước này, là hướng dẫn là mở livestream ở trên TikTok ấy. Thì năm ngoái để mở livestream ở trên TikTok ấy, thì nó cần điều kiện là lúc cái thời điểm đấy, cái thời điểm Dũng quay video ấy, thì cần 100.000 follow cơ, thì nó khá là lâu. Và cái thứ hai là khi mọi người follow kênh YouTube của Dũng ấy, thì mọi người sẽ thấy là tất cả những cái video mà Dũng làm ra thì đều theo thứ tự hết, đều theo danh sách phát hết, nên mọi người rất dễ học và rất dễ theo dõi. Cái phần thứ hai ấy, là cái phần chủ đề tạo ra những video mà dễ cắn đề xuất ấy. Thực ra là gần như là những cái chủ đề nào ấy, mình xây dựng nếu mà đúng công thức nhé, đúng công thức này, đúng quy trình này, đúng lộ trình này, thì cái video mọi người tạo ra ấy, đều có thể lên xu hướng được hết. Vì năm ngoái Dũng tạo ra khá là nhiều kênh này, rất là nhiều chủ đề khác nhau. Từ những chủ đề là về nội thất mọi người nhé, về chăn ga gối đệm nội thất này. Và những cái chủ đề, có những chủ đề ấy, mà sau khi mình mở kênh lên ấy, chỉ sau một ngày thôi là nó tăng 10.000 follow rồi. Thì mọi người sẽ nhìn cái thông báo ở đây. Và tất cả những kênh này thì Dũng đều xây từ năm ngoái hết, gần như là tròn một năm rồi. Đây mọi người này, Dũng làm cả những cái chủ đề về kênh thời trang mọi người nhé. Những kênh về chủ đề thời trang thì Dũng đều làm rồi. Và năm ngoái nếu kênh TikTok mà được bật livestream ấy, thì lúc đấy rất là hoành tráng mọi người nhé. Từ lúc đấy là lúc đầu tiên ấy, là kênh phải đạt 500.000 follow thì mới được mở livestream. Sau đó thì đạt 100.000 follow thì sẽ được mở livestream. Và gần đây nhất ấy, thì Dũng đang support cái kênh của bác sĩ Dũng này, Phúc Tâm Đường này. Thì cái kênh này ấy, là mình chỉ làm 3 ngày thôi. Mình chỉ làm 3 ngày thôi là đã được mở tính năng livestream ở trên kênh rồi. Và hiện tại là một tuần thì là kênh này đạt là 6.000 follow. Và trước đó ấy, thì có 4 ngày thôi. 4 ngày là đã có một video 1 triệu view ở trên kênh rồi. Còn hôm nay là ngày thứ 7 thì cái kênh này là đạt 1 triệu 6 view rồi. Đạt 1 triệu 6 view rồi. Thì Dũng dự đoán là khoảng 2-3 ngày nữa thì cái video này sẽ lên là 2 triệu view. Và cái phần tiếp theo ấy, để cái video mình sản xuất ra nhanh được lên xu hướng, nhanh được cắm đề xuất ấy, thì mọi người cần marketing cho kênh. Hiện tại Dũng đang chạy quảng cáo phát triển kênh cho khá là nhiều doanh nghiệp và cho khá là nhiều hệ thống. Thì trên đây là toàn bộ những cái thông tin của Dũng chia sẻ với mọi người làm sao để một cái video nó được cắn đề xuất. Thì Dũng xin kết thúc video này tại đây.